Hella Verona có được chiến thắng ở cả hai vòng đầu tiên trước Empoli và AS Roma. Điều đó rõ ràng là sự bất ngờ ở vòng đấu thứ hai. Nhưng rồi ngay sau đó, họ lại để thua Sassuolo ở vòng thứ ba. Hiện tại, Hella Verona đang có 6 điểm và đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Lịch thi đấu hai vòng tiếp theo của họ khá nặng với đối thủ là AC Milan và Atalanta. Vì thế, Verona cần phải thắng trận này để có tâm lý thuận lợi. Trong khi đó, thành tích của Bologna trong những trận vừa qua có xu hướng tốt dần lên. Họ để thua Milan, hòa Juve và thắng Cagliari sau 3 vòng đầu tiên. Đó cũng là kết quả khả quan với đội khách. Về đối đầu, Bologna cũng áp đảo hơn với 10 chiến thắng trong 20 trận đối đầu chính thức vừa qua trước Hella Verona. Họ hòa 5 và thua 5 trận trước đối thủ này. Nhưng 9 trận đối đầu gần nhất, đội phải làm khách lại không thắng. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 1/4-0, Bologna được đánh giá cao hơn ở trận đấu này và xu hướng người chơi cũng như các nhà cái đều đang nghiêng về phía họ khi kèo châu Á nhích từ 0-0 đến 1/4-0. Điều đó cho thấy khả năng thắng kèo của Bologna là khá cao. Chọn Bologna cả trận, soi tỷ lệ kèo tài xỉu 2/1/4, đây là trận đấu giữa hai đội được đánh giá không quá chênh lệch. Vì thế, họ cần có sự thận trọng trước nhau. Với kèo tài xỉu 2/1/4, cửa dưới cũng xứng đáng để tin cậy hơn. Chọn xỉu cả trận,